Ông trời có đức hiếu sinh, con người nên chớ vô tình người ơi. Trong suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm, Phật giáo luôn đồng hành, gắn bó cùng dân tộc, đưa tinh thần từ bi hỷ xả của Đức Phật và tấm gương của Ngài Mục Kiền Liên, một lòng kính hiếu cha mẹ, vào đời sống của người Việt. Tháng 7, mùa Vu Lan, mùa của những trái tim luôn thổn thức hướng về cha mẹ, các bậc sinh thành, tổ tiên. Đó là nét văn hóa đặc biệt của Phật giáo Việt Nam, hòa quyện với truyền thống dân tộc, đã ăn sâu, bám rễ trong mỗi người con đất Việt. Con trở về ngày Chư Tăng tự tư mười phương, pháp giới ngợi ca vang khắp nơi, nói gương hiếu hạnh Ngài Mục Kiền Liên. Chắp tay con quỳ trước Phật đài, cầu cha mẹ sống một đời an nhiên. Thành tâm con dâng nén hương trầm, thành tâm một dạ sắt son, con nguyện cầu cõi nhân sinh khổ não trăm bề, ngàn muôn ức kiếp chìm vào vô minh. Kiếp xưa Ngài đã nguyện thề, trong tay tích trường uy nghiêm đổ đời. Minh châu soi sáng ngàn nơi, xin Ngài cứu độ của viên đạo tròn. Nguyện xưa thật khó nghĩ ban, con xin chi nguyện một lòng kính. Tài nguyện giữa mênh mông, lời kinh vang tươi mát hồn con. Lạy Ngài con niệm tâm kinh, từ nay thôi hết vô minh não phiền. Cõi nhân sinh khổ não trăm bề, ngàn muôn ức kiếp chìm vào vô minh. Kiếp xưa Ngài đã nguyện thề, trong tay tích trường uy nghiêm đó. Nguyện xưa thật khó nghĩ ban, con xin chỉ nguyện một lòng kính tín. Cõi nhân sinh khổ não trăm bề, ngàn muôn ức kiếp chìm vào vô minh. Kiếp xưa Ngài đã nguyện thề, trong tay tích trường uy nghiêm đó đời. Minh châu soi sáng ngàn nơi, từ nay thôi để xúc động trong ca khúc Vu Lan Hiếu Hạnh qua phần sáng tác và biểu diễn của ca sĩ Phật tử Diệu Đan cùng túc múa Trung tâm Nghệ thuật Thiên Nga và nhân viên khu du lịch Bái Đính. Các bạn sinh viên, tình nguyện viên đã chính thức mở màn cho chương trình ngày hôm nay.
Chúng con Duy Mẫn và Mai Trang xin thành kính bái chào sự hiện diện của quý chư tôn đức. Kính chào và cảm ơn quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể quý Phật tử đang tham dự tại Pháp hội Vu Lan chùa Bái Đính ngày hôm nay ạ. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị. Vào giờ này, chúng con xin thành tâm cung thỉnh chư tôn đức, quý vị quan khách và toàn thể đạo tràng đồng khởi thân trang nghiêm, chắp tay niệm Phật cầu gia hộ và phút nhập từ bi quán. Chúng con xin cung thỉnh Thượng tọa Thích Minh Quang khởi niệm. Nam mô Bản Sư Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để tưởng nhớ thâm ân to lớn của chư Phật, chư vị tiền bối hữu công, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các anh hùng liệt sĩ và cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, xin quý vị dành một phút nhập từ bi quán. Phút nhập từ bi quán bắt đầu. Phút nhập từ bi quán trôi qua, chúng con xin thành kính cung thỉnh chư tôn đức trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể quý Phật tử đồng an tọa. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị. Trung nguyên ngày hội vòng Vu Lan, bến giác chiều thu ánh đào vàng. Những ai là kẻ mang ơn nặng đều vận lòng thành đón Vu Lan. Với truyền thống tri ân và báo ân trong mùa Vu Lan báo hiếu, truyền thống ấy đã hài hòa một cách sâu sắc và tồn tại với truyền thống đạo đức ngàn đời, uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Theo lời dạy của Đức Phật và noi theo gương hiếu hạnh của tôn giả Mục Kiền Liên, hôm nay, ngày 11 tháng 8 năm 2024, tức ngày 8 tháng 7 năm Giáp Thìn, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình phối hợp với Chùa Bái Đính long trọng tổ chức Pháp hội Vu Lan Báo Hiếu năm 2024 với chủ đề Đạo Hiếu và Dân Tộc. Mùa Vu Lan báo hiếu là thời khắc thiêng liêng để cho con cháu tưởng nhớ tới công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, tổ tiên. Hậu học nhớ về nghĩa nặng của chư vị tiền bối hữu công đã hy sinh vì sự bình an cho chúng sinh vạn loài. Kính bạch trên chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị, về tham dự và chứng minh cho đại lễ ngày hôm nay, chúng con xin cung kính giới thiệu sự hiện diện của quý chư tôn đức và quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Xin trân trọng giới thiệu Hòa Thượng Thích Quang Nhuận, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con thành kính giới thiệu sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế. Chúng con xin thành kính giới thiệu sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Thanh Tình, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban Trị sự Giáo hội tỉnh Ninh Bình. Xin được trân trọng kính giới thiệu Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình. Chúng con cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Lệ Trí, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con cũng xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý vị đại biểu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các ban sở ngành của tỉnh, lãnh đạo các huyện Gia Viễn, Gia Sinh, chư tôn đức thường trực và văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình và Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thành phố trong tỉnh. Sự hiện diện của quý vị nhân sĩ trí thức, các cơ quan thông tấn báo chí và xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của gần 600 sinh viên đến từ các trường đại học trên cả nước cùng gần 1.500 các thầy cô giáo và các học sinh của các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Gia Viễn, quý Phật tử, du khách thập phương. Một lần nữa xin nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của toàn thể liệt quý vị. Kính bạch chư tôn đức,
kính thưa toàn thể quý vị, Vu Lan đến bao trái tim thổn thức, Vu Lan về hoa đảo nở thơm hương, Vu Lan ơi nét đẹp thật chân thường cho nhân loại tìm về trong ánh đảo. Giờ phút này trong niềm hân hoan của những con Phật trong ngày vui hiếu hạnh, ngay tiếp sau đây xin cung thỉnh chư tôn đức kính mời toàn thể quý vị hướng lên màn hình lớn để cùng theo dõi một đoạn phim ngắn về nguồn gốc của ngày Vu Lan và tinh thần đạo hiếu dân tộc. Xin trân trọng kính mời. Tháng 7, mùa thu lá rụng vàng, ấy mùa nhân loại đón Vu Lan. Những câu thơ nói về một trong những dịp lễ quan trọng của những người con Phật được tổ chức vào dịp tháng 7 âm lịch hàng năm, nhắc nhớ về lòng hiếu thảo và biết ơn. Lễ Vu Lan gắn liền với câu chuyện về Bồ Tát Mục Kiền Liên, người đã dùng hạnh nguyện của mình để cứu mẹ thoát khỏi địa ngục và vãng sinh về miền Cực Lạc. Mục Kiền Liên là nhân vật có thật trong lịch sử của Phật giáo. Ngài sinh khoảng năm 568, mất khoảng năm 484 trước công nguyên ở nước Ma Kiệt Đà, nay thuộc miền Bắc Ấn Độ. Ngài là một vị tỳ khưu đứng trong hàng ngũ đệ tử thần thông và bậc nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, được Đức Phật cho phép sử dụng thần thông để hóa độ chúng sinh. Đến ngày nay, khi nhắc tôn giả Mục Kiền Liên, người ta thường nhớ ngay đến sự tích Mục Kiền Liên Thanh Đề. Truyền thuyết kể lại rằng, mẹ của Ngài tên là Thanh Đề, khi còn sống luôn tham lam bủn xỉn, sống xa hoa lãng phí, lừa gạt nhiều người, coi thường tam bảo, tạo ra nhiều tội lỗi nặng nề. Bởi thế, sau khi chết, thì bà bị đầy xuống địa ngục và phải chịu nhiều khổ ải dày vò. Vì quá thương nhớ mẹ, tôn giả Mục Kiền Liên đã dùng sức mạnh thần thông của mình để đến địa ngục tìm mẹ. Ngài đi qua các cửa địa ngục mà mãi không tìm thấy mẹ. Cuối cùng đến nơi giam giữ những con người tội lỗi nặng nề, thấy một nhóm người có một hình dáng đói gầy, tiều tụy. Đến khi nhìn gần hơn, Ngài mới nhận ra mẹ mình. Người bà đói mỏi, chỉ còn da bọc xương. Ngài lập tức ôm lấy mẹ mình mà bật khóc. Khi ấy, Ngài liền mang một bát cơm đến cho mẹ. Bà Thanh Đề vội lấy vạt áo che lại, rồi đến chỗ không có ngạ quỷ để lén ăn. Thế nhưng, do nghiệp chướng quá nặng, nên khi bát cơm trắng vừa đi lên miệng thì tự nhiên hóa thành than đỏ. Thấy mẹ mình đói khát khổ sở mà không thể giúp đỡ, Ngài đã đến thưa với Đức Phật. Được Đức Phật dạy rằng, mẹ Ngài từng mắc tội nghiệp nặng nề khi còn ở trần gian. Vì thế, sức của một người thì không thể giải cứu. Muốn cứu được mẹ thì vào ngày rằm tháng 7, lúc chư tăng tự tứ, sau 3 tháng an cư kết hạ, chư Phật hoan hỷ, hãy thiết lễ Vu Lan Bồ. Đó là lễ cứu vớt những người đang đau khổ nặng nề như bị treo ngược. Theo lời Đức Phật, vào ngày rằm tháng 7 năm đó, tôn giả Mục Kiền Liên đã thành tâm kính lễ, thỉnh cầu được chư tăng mười phương để cùng chú nguyện chuyển hóa được lương tâm hướng thiện cho bà Thanh Đề. Cuối cùng đã giúp vong linh của bà được thoát khỏi kiếp ngạ quỷ, sinh về cảnh giới lành. Cảm kích ân sâu của Đức Phật, Mục Kiền Liên đã khuyến khích mọi người thế gian làm việc thiện rồi hồi hướng công đức cho cha mẹ vào ngày rằm tháng 7 hàng năm. Từ đó, lễ Vu Lan được ra đời,
và câu chuyện Bồ Tát Mục Kiền Liên cứu mẹ ở địa ngục đã trở thành hình ảnh tiêu biểu cho đạo hiếu trong văn hóa Phật giáo. Đây cũng là đạo lý uống nước nhớ nguồn quý báu tốt đẹp nhất của con người Việt Nam được lưu truyền từ xưa đến nay. Công cha núi cả sánh nào, bể sâu đức mẹ biết sao đo lường. Dù cho bão táp nhiều phương, cũng không trả hết công ơn song đường. Với lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã có biết bao các bậc tiên đế, tiền nhân đi vào lịch sử dân tộc với công lao thống nhất Giang Sơn, dựng nền Thái Bình thịnh trị. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, biết bao những người con đi theo tiếng gọi của non sông, anh dũng chiến đấu để bảo vệ từng tấc đất cho quê hương, chủ quyền biển đảo, thêm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Và cũng bằng trái tim yêu nước ấy, có những người học trò, những nhà lãnh đạo đã dành cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tất cả đã góp phần làm nên bản lĩnh trí tuệ Việt Nam. Vì thế, dù ngay trong những hoàn cảnh khốc liệt của chiến tranh hay trong thời bình, cả đất nước, từ hệ thống chính trị cho đến người dân, vẫn không quên trách nhiệm, tri ân, tưởng nhớ với những người có công với đất nước, dân tộc. Bằng những việc làm cụ thể như phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, thăm hỏi tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam, hỗ trợ đồng hành cùng các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong xây dựng cuộc sống mới, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình người có công hay hộ nghèo, lan tỏa nét đẹp văn hóa tri ân sâu rộng trong cộng đồng. Cho con lại một lần làm con của mẹ nhé. Phật giáo đã gắn kết chặt chẽ tinh thần tri ân, báo ân với truyền thống của dân tộc, uống nước nhớ nguồn để nâng lên thành nét văn hóa, thẩm thấu nhân cách sống của mỗi người trong đạo lý hiếu thảo. Ở đó, văn hóa đạo hiếu không chỉ bó hẹp trong phạm vi tình cảm với cha mẹ, ông bà, tổ tiên, mà được đề cập đến một cách trọn vẹn với tứ trọng ân, đó là ơn đất nước, ơn tam bảo, ơn cha mẹ và ơn chúng sinh. Ngoài ra, tinh thần hiếu đạo của Phật giáo được phổ khắp, chứ không riêng vào mùa Vu Lan. Đúng như lời Đức Phật dạy, phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật. Mỗi người con Phật phải tự ý thức chuyên tâm tu tập, vun bồi trí tuệ để có thể giúp mình, giúp người. Từ đó, mỗi việc làm đều thể hiện tinh thần bao dung rộng lượng và biết ơn. Hướng về cội nguồn, tưởng nhớ công ơn tổ tiên, hết lòng hiếu kính cha mẹ và đặc biệt là tri ân và tưởng nhớ những vị anh hùng liệt sĩ đã có công với đất nước. Mùa Vu Lan năm 2024 tiếp tục hướng đến chủ đề đạo hiếu và dân tộc, chính là dịp để mọi người cùng bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến đất nước, đồng bào, đến các bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhớ tới ơn đức cao cả của các bậc cha ông, anh hùng liệt sĩ đã sống, chiến đấu và hy sinh vì hòa bình, hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý liệt vị, cứ mỗi độ Vu Lan trở về thì hình ảnh thân thương của cha mẹ lại sáng ngời trong tâm hồn của chúng con hơn bao giờ hết. Và giờ phút này đây, để giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về ý nghĩa của Vu Lan, chúng con xin thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Minh Quang, trưởng ban tổ chức Pháp hội, sẽ quang lâm lễ đài để chia sẻ. Chúng con cung thỉnh, kính mời Thầy. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trưởng lão Hòa Thượng Thích Quang Nhuận, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch Hòa Thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.
Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý vị lãnh đạo, đại biểu khách quý, thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử gần xa. Lời đầu tiên cho phép con xin được kính chúc chư tôn thiền đức pháp thể khinh an, tuệ đăng viễn chiếu, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành. Kính chúc quý vị lãnh đạo, đại biểu khách quý cùng toàn thể quý Phật tử gần xa có mặt trong Pháp hội Vu Lan với chủ đề Đạo Hiếu và Dân Tộc ngày hôm nay được thân khỏe, tâm an, mọi sự hanh thông, cát tường như ý. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý liệt vị, ngày hôm nay là ngày mùng 8 tháng 7 năm Giáp Thìn. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình phối hợp cùng chùa Bái Đính long trọng tổ chức Pháp hội Vu Lan Báo Hiếu Phật lịch 2568, dương lịch 2024 với chủ đề Đạo Pháp và Dân Tộc. Vào giờ này, thay mặt ban tổ chức, chúng con xin được sơ lược qua về ý nghĩa Vu Lan Báo Hiếu. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa chư vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể đạo tràng. Ca dao Việt Nam có câu: đêm Vu Lan trăng tròn vành vạch, nhớ mẹ cha canh cánh bên lòng. Cha còn như ngọn đèn trong, mẹ còn như ánh trăng rằm trung thu. Mùa Vu Lan Báo Hiếu Phật lịch 2568, dương lịch 2024 lại trở về với những người con hiếu hạnh. Vu Lan là dịp để chúng ta tôn vinh ơn đức sâu dày của hai đấng sinh thành, cha và mẹ. Cũng là dịp để chúng ta nêu cao tinh thần hiếu đạo và nhắc nhở nhau hai chữ tri ân, đồng thời tìm về cội nguồn tâm linh và duy trì hơi ấm tình người trong kiếp nhân sinh. Trong kinh Nhẫn Nhục, Đức Phật dạy rằng tột cùng của điều thiện không gì hơn đó là hiếu, tột cùng của điều ác không có gì hơn đó là bất hiếu. Và Đức Phật cũng dạy rằng người sống biết ơn là người sẽ có tất cả, người sống không biết ơn là người sẽ mất tất cả. Trong không khí thắm tình đạo vị, đượm nghĩa tri ân của Pháp hội Vu Lan Báo Hiếu hôm nay, thay lời ban tổ chức, chúng con xin sơ lược về ý nghĩa Vu Lan Báo Hiếu như sau. Một, ý nghĩa Vu Lan. Vu Lan là gọi tắt của cụm từ Vu Lan Bồn. Tiếng Phạn gọi là U Lâm Ba Na. U Lâm có nghĩa là treo ngược, chỉ cho cái tội nghiệp cực ác phải đọa đầy nơi chốn địa ngục tối tăm. Ba Na là giải cứu. Như vậy, U Lâm Ba Na có nghĩa là giải cứu cái tội bị đọa đầy trong chốn ngục tù tối tăm. Pháp hội Vu Lan được khơi nguồn từ thời Đức Phật. Với lòng từ bi thương xót, Ngài đã chỉ dạy cho Mục Kiền Liên cách cứu mẹ thoát khỏi cảnh địa ngục u tối. Bằng thần thông của mình, sau khi tu chứng, Mục Kiền Liên thấy mẹ đang bị đọa trong địa ngục A Tỳ, hết sức đói khổ, thương mẹ vô vàn. Ngài đã vận thần thông xuống cõi địa ngục u tối để dâng bát cơm đầy cho mẹ. Tuy nhiên, do tâm bà Thanh Đề còn quá tham lam và ác nghiệp chịu quả báo còn quá nặng nề, nên không thể dùng cơm vì bát cơm đã biến thành lửa hồng. Vô cùng đau đớn, không còn cách nào khác, Mục Kiền Liên về thưa với Đức Phật, và Ngài đã chỉ dạy rằng, tội lỗi của mẹ ngươi dù có dùng thần thông phép lạ của hàng thiên thần địa kỳ, cũng không thể cứu được mẹ, duy chỉ nhờ uy lực của chúng tăng sau 3 tháng an cư kết hạ, tinh tiến tu hành thanh tịnh, tập trung chú nguyện mới có thể chuyển hóa được nghiệp lực, mẹ ngươi mới thoát khỏi được cảnh khổ. Nghe vậy, Mục Kiền Liên liền khẩn cầu Đức Phật phương pháp cứu mẹ. Ngài đã dạy, vào dịp tháng 7 là ngày chư tăng thập phương tăng thanh tịnh hòa hợp
để câu hồi tác pháp tự tứ, hãy sắm đủ các thứ tự sự cúng dường trang nghiêm thanh tịnh để hồi hướng cho người thân thì sẽ được công đức vô lượng. Nhờ công đức đó có thể siêu độ và hồi hướng cho âm dương hai cõi, kẻ còn người mất. Mục Kiền Liên đã thực hành theo lời chỉ dạy của Đức Phật, và cũng chính ngay trong ngày hôm đó, mẹ của Mục Kiền Liên được thoát khỏi cảnh khổ nơi địa ngục A Tỳ và được sinh lên cõi trời. Kể từ đó tới nay, cứ đến mùa Vu Lan tháng 7, những người con Phật muôn phương lại noi gương hiếu hạnh của Đức Mục Kiền Liên, hướng về hai đấng sinh thành cha và mẹ nhằm đáp đền thâm ân cúc dục. Báo hiếu. Báo hiếu là sự đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của người con đối với cha mẹ hiện tiền, cũng như cha mẹ quá vãng và cửu huyền thất tổ. Đối với cha mẹ hiện tiền, trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật có kể đến công ơn to lớn của cha mẹ. Này các tỳ khưu, nếu có kẻ vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, đi xa nghìn dặm, cung phụng đủ mọi thức ăn, đồ mặc, chăn nệm và thuốc thang, thậm chí cha mẹ có tiểu tiện, đại tiện trên vai mình đi nữa, cũng chưa trả được ân sâu, các thầy phải hiểu rằng ân cha mẹ nặng lắm, bồng bế, nuôi nấng, dưỡng dục đúng lúc, làm cho ta trưởng thành, vì thế mà biết ân đó rất khó trả. Này các tỳ khưu, có hai việc làm cho phàm phu được công đức lớn, được quả báo lớn, đó là phụng sự cha và mẹ. Trong Kinh Thiện Sinh, Đức Phật cũng dạy rằng là người con hiếu thảo phải luôn nhớ năm việc, đó là: một, phụng dưỡng cha mẹ, thay cha mẹ gánh vác công việc nặng nhọc; ba, là giữ gìn truyền thống gia phong; bốn, là bảo vệ tài sản thừa kế; năm, là tạo phúc hồi hướng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, về dự pháp hội hôm nay có hơn 600 các bạn sinh viên và hơn 1.300 các bạn học sinh, đều là các bạn trẻ, là mầm non tương lai của đất nước. Ở trong Văn Miếu Quốc Tử Giám có câu rất là hay, đó là hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Các bạn là nguyên khí của quốc gia, cho nên trong mùa Vu Lan báo hiếu này, các bạn về đây tham dự, mong các bạn hãy lắng đọng tâm tư hướng về hai đấng sinh thành cha và mẹ. Như lời bậc cổ đức dạy là người học sinh, người học trò phải làm ba việc. Đó là hiếu kính với ông bà cha mẹ, tôn sư trọng đạo, kính trên nhường dưới. Nên rất mong các bạn có mặt trong ngày hôm nay, các bạn trẻ, chúng ta luôn nhớ tới tinh thần tri ân và báo ân. Như lời của Đại sư Chí Hải đã dạy: ơn cha mẹ muôn phần trọng đại, ơn nước nhà rộng rãi bao la, ơn quần chúng giúp đỡ ta, ơn thầy ơn bạn đều là cao sâu. Mùa Vu Lan là dịp để chúng ta hướng về cội nguồn, hướng về dân tộc, hướng về tổ tiên ông bà cha mẹ, để chúng ta cùng tri ân, báo ân. Đó chính là ý nghĩa quan trọng của pháp hội Vu Lan. Đối với cha mẹ quá vãng và cửu huyền thất tổ, Đức Phật, nhà Phật thường nói âm siêu dương thịnh. Theo Kinh Địa Tạng, muốn cho cha mẹ quá vãng và cửu huyền thất tổ được thoát khỏi ba đường ác, thì con cháu phải làm nhiều việc phúc thiện để hồi hướng. Vì vậy, trong dịp Vu Lan tháng 7 này, chúng ta nên làm những việc như bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc, hạn chế sát sinh, tế bái quỷ thần hoặc đốt vàng mã và tạo nhiều nghiệp ác. Nếu làm được như vậy thì người quá cố sẽ được thoát khỏi ác đạo, sinh lên cõi trời, và người sống cũng được lợi ích vô lượng. Cho nên mùa Vu Lan báo hiếu, chúng ta không chỉ cầu nguyện cho ông bà tổ tiên, cho cha mẹ quá vãng được vãng sinh về cõi lành, chúng ta còn làm những việc phúc thiện, nói lời hay, làm việc tốt, giữ tâm thiện. Và đó chính là những cái năng lượng tích cực để chúng ta hồi hướng, cầu nguyện
tới cha mẹ quá vãng và cha mẹ hiện tiền. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa liệt quý vị, kể từ khi Phật giáo truyền vào Việt Nam đến nay, mùa Vu Lan đã trở thành truyền thống của tinh thần báo hiếu tri ân, phù hợp với tinh thần tín ngưỡng thờ tổ tiên thiêng liêng bản địa. Ngày nay, Pháp hội Vu Lan không còn đơn thuần chỉ có ý nghĩa tôn giáo thiêng liêng, mà đã trở thành lễ hội văn hóa tình người. Với bất cứ ai đang hiện hữu trên cõi đời này, hiếu kính cha mẹ, phụng thờ tổ tiên ông bà, kết nối ân tình nghĩa cảm giữa kẻ còn, người mất là truyền thống cao đẹp trong dòng chảy văn hóa tình người của dân tộc Việt Nam. Vậy nên, ca dao Việt Nam có câu: ơn cha lành cao như non Thái, đức mẹ hiền sâu tợ biển khơi, dù cho dâng cả một đời cũng không trả được ân người sinh ta. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý vị lãnh đạo, đại biểu khách quý, thưa toàn thể đạo tràng, vừa rồi thay mặt chư tôn đức, ban tổ chức, con xin tóm lược về ý nghĩa Vu Lan báo hiếu. Một lần nữa, chúng con xin được thành kính tri ân tới chư tôn thiền đức đã bất từ lao quyện, chấn tích quang lâm, chứng minh và tham dự cho đại lễ ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng trân trọng cảm ơn các quý vị lãnh đạo, đại biểu khách quý đã hoan hỷ quang lâm về tham dự Pháp hội Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2568, dương lịch 2024 với chủ đề Đạo hiếu và dân tộc. Chúng con xin nguyện cầu mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ, hộ pháp thiện thần, các vị tiên đế gia hộ, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, Phật pháp trường tồn, nhân dân an lạc. Cầu nguyện chư tôn thiền đức, pháp thể khinh an, tuệ đăng viện chiếu, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành. Cầu nguyện tất cả các quý vị lãnh đạo, đại biểu khách quý cùng toàn thể đạo tràng và người thân sức khỏe, bình an, tràn đầy niềm hỷ lạc trong mùa Vu Lan hiếu hạnh năm 2024. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Chúng con xin thành kính tri ân Thượng Tọa đã chia sẻ cho toàn thể đạo tràng trong Pháp hội Vu Lan báo hiếu chùa Bái Đính năm 2024 ngày hôm nay. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị. Công sinh dưỡng một đời nên huệ mạng, để thành người kế vãng khai lai. Công đức ấy sánh bằng non Thái, như trời cao, như biển rộng khôn cùng. Có thể nói rằng mẹ là tiếng gọi thiêng liêng nhất mà mỗi con người từ khi sinh ra, lớn lên cho tới khi mất đi vẫn luôn luôn ấp ủ những yêu thương. Bởi sự hy sinh lặng lẽ của mẹ dành cho những đứa con chính là món quà kỳ diệu nhất. Và chúng ta sẽ cùng cảm nhận điều này qua câu chuyện ngay sau đây. Xin kính mời toàn thể quý vị và đạo tràng chúng ta cùng theo dõi. Con đi cùng khắp thế gian, không đâu bằng mẹ vô vàn tình sâu. Cha là hình bóng áo nâu, vai gầy mẹ gánh bể dâu cuộc đời.
cháu mừng cháu Lạc ơi. Vỏ chai lon bia bán nào. Kẹo mừng kẹo Lạc ơi. Ai vỏ chai lon bia bán nào. Vỏ chai lon bia bán đi cháu ơi. Cơm chưa? Mẹ ăn rồi con ạ. Thế con đã ăn gì chưa? Con này học hành vất vả, con phải ăn nhiều vào nhá. Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu mà ồn ào vậy mẹ? Mẹ con đi đâu đâu. Tối nay mẹ đi họp phố thôi con ạ. Mẹ đi họp à? Ừ. Thế mẹ có mặc chiếc áo mà dạo trước con mua tặng mẹ không? Có chứ con. Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Mẹ mệt lắm ạ. Chắc bệnh cũ của mẹ lại tái phát rồi. Mẹ ơi, mẹ uống thuốc chưa? Con mua thuốc về cho mẹ. Ấy đừng. Mẹ mẹ không sao. Con đừng lo cho mẹ. Thật, mẹ không sao không? Kìa, con, sao con chưa đi học? Sao con lại ở đây? Câu này, con phải hỏi mẹ mới đúng. Mẹ... Sao mẹ lại nói dối chúng con? Mẹ ơi, cả cuộc đời mẹ chịu bao vất vả vì chúng con. Chúng con xin lỗi mẹ. Dạ con. Có gì đâu con. Mẹ cũng xin lỗi cả con. Con nắng vàng óng biết khi nào.
nước mắt buồn rơi. Con tự hỏi, còn bao nhiêu lần mẹ nằm gần ôm con, còn bao nhiêu lần được dịu dàng cha hôn, còn bao nhiêu nghệ thuật Thiên Nga với diễn ca câu chuyện về mẹ và các nhạc phẩm Mai con về, nơi ấy con tìm về của các nhạc sĩ Hoàng Nhất, Phan Mạnh Quỳnh. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiều Liên Bồ Tát. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị. Muối 3 năm muối đương còn mặn, gừng 9 tháng gừng hãy còn cay. Công cha nghĩa mẹ cao dày, con ơi nhớ lấy lời này đừng quên. Quả thật là sự hy sinh của cha và mẹ là vô bờ bến. Cha mẹ là hai thực thể khác nhau nhưng đã chung một tâm hồn và đã hóa thân
để là một vị thần tiên mang lại cho tất cả chúng ta những gì trong cuộc sống. Ngày hôm nay trong chương trình Pháp hội Vu Lan có sự có mặt của rất nhiều các bạn học sinh sinh viên đang hiện diện tại nơi này và hy vọng rằng những gì mà ban tổ chức mang lại cho quý vị và các bạn sẽ giúp cho các bạn có thêm những cảm nhận nữa về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Và giờ phút này đây, xin được trân trọng kính mời quý Chư Tôn Đức, quý vị đại biểu khách quý và toàn thể các bạn học sinh sinh viên cùng với tất cả các quý Phật tử sẽ cùng đến với phần cảm niệm của bạn Đinh Phương Anh là học sinh lớp 12 của trường Trung học Phổ thông Gia Viễn C. Và cùng với những lời cảm niệm từ bạn Đinh Phương Anh, xin mời quý vị cùng lắng đọng trong những giai điệu của tiếng đàn bầu trong phần biểu diễn của nghệ sĩ Phật tử Quốc Hải. Xin chân trọng kính mời quý vị cùng thưởng. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Vu Lan Duyên Khởi, Đại Hiếu Mục Kiền Điền Bồ Tát, kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa quý đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Ai trong mỗi chúng con có mặt trên cuộc đời này cũng đều hạnh phúc, may mắn vì có cha, có mẹ. Cha tiếp sức cho con lý trí, nghị lực và niềm tin, giúp con vững vàng đứng lên để bước vào đời dù muôn vàn chông gai, thử thách. Mẹ vun đắp cho con trái tim dịu dàng, từ ái, giúp con rộng lượng, bao dung, đồng cảm với cuộc đời. Cha cho con dòng nhiệt huyết nồng nàn, ý chí hiên ngang để thẳng đường tiến xa về phía trước. Mẹ cho con dòng sữa thơm ngọt mát. Cha lo lắng cho con từ manh áo, sẵn sàng vượt núi, trèo non, bất chấp mọi hiểm nguy, gian nan, để có thể mang về cho con những điều con mong muốn. Mẹ mang nặng để đau, 9 tháng kêu mang, 3 năm bồng ẵm, người có thể đi sớm, về đêm, buôn tảo, bán tần, một xương, hai nắng. Dù có phải mòn hơi, kiệt sức, xong mẹ chỉ thấy vui khi con vui. Nuôi con buôn tảo bán tần, chỉ mong con lớn nên thân với đời. Những khi trái nắng trở trời, con đau là mẹ đứng ngồi không yên. Một đời vất vả triền miên, chạy lo bát gạo đồng tiền nuôi con. Suốt cuộc đời này, dường như cha mẹ chỉ biết sống cho con. Dẫu phải đánh đổi hay chịu đựng bất cứ điều gì, người cũng bằng lòng chấp nhận. Người chỉ mong sao cho con được sống yên vui, hạnh phúc. Rồi đến một ngày mai, khi con dần lớn lên, trưởng thành và chững chạc, con từ bỏ mẹ cha để rong ruổi tha phương. Con nghe theo những tiếng gọi của lợi danh, hội hè cùng đám bạn, nhưng lại bỏ quên rằng cứ mỗi buổi chiều về, mẹ ngồi tựa cửa dõi xa xăm. Mẹ nhớ từng tiếng nói của con, trông đợi từng bước chân con sẽ tìm về nơi mái nhà xưa. Ta quên mất hình xưa dáng mẹ ngồi chờ, giọt nước mắt già nua không ứa nổi. Ta mải mê trên bàn chân rong ruổi, mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng. Rồi tới một ngày, con giật mình trở về thăm lại mẹ cha, nơi mà một thời mẹ cha nuôi con khôn lớn, chắt chiu gói ghém biết bao nhiêu những nghĩa tình dành cho con. Nhưng lối nhỏ ngày xưa mà sao rêu xanh giờ xóa dấu. Mảnh sân trước nhà giờ cỏ dại đã mọc đầy, cánh cổng vẫn khép hờ, nhưng ngôi nhà sao hoang vắng quá. Mẹ con đâu, cha con đâu, tất cả bỗng rơi vào khoảng không im lặng. Có phải con đã quá hờ hững, vô tâm lắm không? Con đã bỏ mặc mẹ cha, ngày đêm sống trong cô đơn hiu quạnh. Con đã vô tình lãng quên, để dòng chảy thời gian cuốn mẹ cha về tận phương nào. Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt, chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua. Hôm nay
con về đây, xin cho con được quỳ trước mẹ, trước cha để nói nên lời tri ân và tạ tội. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nếu còn mẹ, còn cha, hãy thật hạnh phúc rằng mình vẫn còn một vùng trời hạnh phúc. Hãy trân trọng cài lên ngực áo của nhau một đóa hoa hồng, màu của sự yêu thương như màu máu trong tim mà mẹ cha đã vắt cạn một đời hy sinh vất vả. Với những ai không còn hạnh phúc vì mất cha, mất mẹ, xin hãy lặng lẽ cài lên ngực áo của mình đó hoa buồn chinh trắng. Hãy hướng nguyện về mẹ, về cha, với những gì cao cả và thiêng liêng nhất. Làm các điều thiện hồi hướng cho cha mẹ được sinh về cảnh giới an vui. Kính bạch chư tôn thiên đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, ngày hôm nay con thật vinh dự được đứng tại đây đại diện cho thế hệ trẻ nói lên cảm xúc của mình nhân mùa Vu Lan báo hiếu. Chúng con cũng tri ân tưởng nhớ tới các bậc tiền bối hữu công, các thương bệnh binh, các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng đã hy sinh cả một đời để thế hệ trẻ chúng con hôm nay được sống trong bầu trời tự do và hạnh phúc. Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn hiện diện sáng ngời trong trái tim của mỗi chúng con. Thế hệ trẻ chúng con trân trọng lịch sử, đời đời ghi nhớ công lao của thế hệ ông cha đi trước. Nguyện dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây dựng hoài bão, phấn đấu trở thành những công dân có ích, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Tổ quốc. Thế hệ trẻ chúng con xin nguyện đem hết sức mạnh, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam vào công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, tiếp bước những chặng đường vẻ vang của thế hệ ông cha. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi, Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát, Tác Đại Chứng Minh. Chưa làm được gì cho mẹ cả. Mỗi lần thấy mẹ cười,
Con cứ nghĩ rằng mẹ vui, nhưng con nào biết mẹ đang lo lắng từng giây, từng phút trên từng bước đi của con đó. Mẹ làm bước từng tháng để con hướng lên đỉnh cao. Mẹ là ánh sao để con được ao bao điều. Mẹ làm thật nhiều chỉ mong con yêu thành công. Mẹ chỉ ước mong cho mai sau con sẽ nên người. Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều. Mẹ luôn là vật sống của đời con. Mẹ cho con tình yêu cao quý. Mẹ là lý trí của đời con. Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều. Những tháng ngày đam lũ vì con đào làm con luôn thấu hiểu. Con yêu mẹ nhiều lắm. Bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý liệt vị, ơn cha lành cao như núi Thái, đức mẹ hiền sâu tựa biển khơi, dù cho dâng hết một đời cũng không trả được ơn người sinh ta. Có thể nói rằng nếu như mẹ dịu dàng bằng sự bao dung từ ái thì cha lại là người rất mạnh mẽ và kiên cường để tiếp cho con thêm lý trí, nghị lực và niềm tin để con vững bước thêm trên cuộc đời này. Tiếp theo chương trình, xin cung thỉnh Chư Tôn Đức kính mời toàn thể quý vị hướng lên màn hình lớn để cùng theo dõi một phóng sự sau đây. Tiết Vu Lan bâng khuâng nhớ cha công dưỡng dục, mùa báo hiếu ngậm ngùi thương mẹ đức cổ lao. Nếu như tình yêu ngọt ngào của mẹ thể hiện trong những lời hát ru, trong những lời căn dặn dịu dàng, thì với cha tình yêu con lại được thể hiện thật khác và dường như khó có thể nói bằng lời. Đi học lúc này thấy nắng dữ không con? Cũng nắng. Cha cõng ước mơ con. Câu chuyện xúc động về một người cha ở tỉnh Hậu Giang 12 năm làm đôi chân cho con đến trường học, phần nào giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa về sự yêu thương che chở của cha dành cho con. Đó là ông Mai Ngọc Tuyết, một người đàn ông bình thường nhưng lại trở nên phi thường vì ước mơ của đứa con bị bại liệt. Cứ thế 12 năm, cha cùng con đi học. Dù mưa hay nắng, trên những con đường đất gập ghềnh khó đi của miền Tây sông nước đều in dấu chân ông. Với người con trai, ông như chiếc ô che chắn tất cả sông bão. Còn với ông, miễn là con được bình yên bên những trang sách vở, ông không quản ngại khó khăn nào. Hay như câu chuyện một người đàn ông Nhật Bản đã chết cóng khi che chở cho con gái 9 tuổi của mình trong trận bão tuyết thế kỷ quét qua năm 2013. Với nhiệt độ khi ấy
rơi xuống mức âm 6 độ C. Khi được tìm thấy, con thấy ông đang run rẩy với chiếc áo khoác của cha và nằm trọn trong vòng tay ông. Đó là hai trong vô vàn câu chuyện về tình cảm của cha dành cho con mà chúng ta ít nhiều đã từng thấy, từng nghe hay đọc được. Cha, một người có thể mang dáng vẻ nghiêm nghị, khắt khe, nhưng lại ẩn sâu bên trong một trái tim nồng ấm, luôn che chở, bảo vệ và là điểm tựa cho ước mơ của con. Trong đời sống mỗi gia đình, người cha là trụ cột theo đúng nghĩa để mọi người thân có thể dựa vào, tự tin ngẩng cao đầu trước khó khăn sóng gió của cuộc đời. Với mỗi người con, từ lúc thơ ấu, người cha luôn là thần tượng, hối thúc động viên con cái, cố gắng không ngừng trong học tập, công tác, rèn luyện để nên người. Và có những người cha không sang giàu, không làm ông to bà lớn. Cha chỉ là một người đàn ông bình dị, lam lũ, chân quê. Song người cha ấy vẫn có cách yêu thương con một cách hoàn hảo nhất, bao dung và vĩ đại nhất. Làm sao có thể quên đôi bàn tay chai sạn bởi chống chọi với mưa nắng, những toan lo trước gian nan cuộc đời vì con. Dù vất vả, cực nhọc, người cha ấy vẫn sẵn sàng chấp nhận mọi công việc, miễn là lương thiện, để nuôi con ăn học, rồi dạy dỗ, truyền kinh nghiệm sống cho các con có hành trang vững chắc bước vào đời. Với niềm kiêu hãnh, các con là tất cả gia tài của bố mẹ. Đặc biệt hơn, tình yêu của cha dành cho con là vô điều kiện, không cần đền đáp. Món quà mà cha mong đợi ở con mình chính là nhìn thấy con khôn lớn, trưởng thành và có cuộc sống an nhiên, hạnh phúc. Nhiều người trong chúng ta thường ngại ngùng khi nói với cha mẹ mình những lời yêu thương. Nhưng đến một lúc nào đó thì chúng ta sẽ nhận ra rằng chỉ cần được nói, được thể hiện sự quan tâm với những người sinh ra mình, đó đã là cả một sự may mắn lớn lao. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý liệt vị. Hồng vàng dâng Phật pháp tăng, hồng đỏ dâng mẹ cha mừng Vu Lan, hồng trắng xúc động bằng hoàng, con côi cút mẹ lại càng xót xa. Không biết từ bao giờ thì nhân loại đã lấy hoa hồng để làm biểu tượng cho tình yêu. Cứ mỗi độ Vu Lan về thì chúng ta lại chọn hoa hồng để gắn lên trái tim của những người con hiếu thảo. Mùa báo hiếu lại về, chúng con mạn phép được cài tấm huỳnh y của quý thầy, những đóa hồng vàng để một lần nữa cảm nhận tình thương vô biên mà quý ngài đã ban tặng cho cuộc đời. Trong giờ phút thiêng liêng này, quý vị hãy tĩnh tâm quán tưởng về các đấng sinh thành, hãy hướng về gương hiếu hạnh của tôn giả Mục Kiền Liên. Xin dành tặng quý vị đang có mặt tại pháp hội những bông hoa hồng để cùng chia sẻ tâm tư, tình cảm trong mùa Vu Lan báo hiếu. Những màu sắc của hoa hồng trong mùa Vu Lan: màu hồng đỏ là dành cho những quý vị hạnh phúc còn cả cha lẫn mẹ, màu hồng nhạt là dành cho quý vị mất cha hoặc mất mẹ, và màu trắng dành cho quý vị đã mất cả cha và mẹ. Nghi thức bông hồng cài áo ngày hôm nay sẽ xin được bắt đầu ngay sau đây. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng đọng tâm tư và trái tim của mình. Ơn mẹ sinh thành bao la hơn trời biển, công cha dưỡng dục cao tựa núi Thái Sơn. Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng gieo sầu lên đôi mắt mẹ cha.
Ngày Vu Lan mẹ cài lên cánh hoa hồng này cho con, mà tại sao mẹ lại mang cánh hoa trắng? Mẹ khẽ nói cánh hoa trắng chỉ cho người đã mất mẹ, cánh hoa hồng cho những ai đang có mẹ. Con sẽ giữ mãi bông hoa mộng đó thắm nơi trước hương. Cảm ơn mẹ đã chăm lo con tháng ngày. Con sẽ nhớ, sẽ yêu thương, sẽ không để mẹ phải buồn. Cánh hoa hồng cho những ai đang có. Tiền bối, công thần, các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến hy sinh cả cuộc đời cho dân tộc Việt Nam. Oh,
về thăm cánh đồng chiếu nặng, về thăm lũy tre làng quê hương. Để ngàn năm còn mãi tự hào. Với các anh những linh hồn không rồi, với các mẹ các chị các em, máu đã hăng hoa lông đất Việt để ngàn năm còn mãi. Giờ này những đóa hoa hiếu hạnh đã được cài lên ngực của những người con Phật trong pháp hội Vu Lan báo hiếu. Tiếp theo chương trình, chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức kính mời toàn thể quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các quý Phật tử sẽ cùng khởi thân trang nghiêm hướng về mười phương chư Phật và gương chi hiếu của ngài Mục Kiền Liên để thực hiện nghi thức dâng hương, tụng sám Vu Lan và hồi hướng. Chúng con xin cung thỉnh thượng tọa Thích Minh Quang chủ trì nghi thức. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Vào giờ này, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức, quý vị lãnh đạo đại biểu khách quý cùng toàn thể đạo tràng hướng về Tam Bảo để nhất tâm dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.
nhà nhà an vui, người người hạnh phúc. Cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn được vãng sinh về cõi lành. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương cũng dâng ngôi tam bảo. Thề trọn đời giữ đạo theo tự tính, làm lành cùng pháp giới chúng sinh, cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố, chí tu học vững bền, xá bề khổ nguồn mê trong, quay về bờ giác. Nam mô Hương Cúng Giàng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Hương Cúng Giàng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Hương Cúng Giàng Bồ Tát Ma Ha Tát. Dốc lòng kính lễ Phật Pháp Tăng Thượng ở khắp mười phương. Dốc lòng kính lễ Phật Pháp Tăng Thượng ở khắp mười phương. Dốc lòng kính lễ Phật Pháp Tăng Thượng ở khắp mười phương. Đệ tử chúng con vâng lời Phật dạy, ngày rằm tháng bảy gặp hội Vu Lan, phạm vũ huy hoàng đốt hương đỉnh lễ mười phương tam thế Phật Pháp thánh hiền, nói gương đức mục kiền liên, nguyện làm con thảo lòng càng áo nào nhớ nghĩa thân sinh, con đến trưởng thành mẹ dày gian khổ ba năm, nhu bộ chín tháng cứu mang không ớt lo toan, khuyên ăn bỏ ngủ ấm nó đầy đủ cậy có công cha, chẳng quan yếu già sinh nhai lam lũ, quyết lòng hoàn vũ phân đầu nuôi con, giáo dục vuông tròn đem đường học đạo, đệ tử ơn sâu chưa bao hộ phận kém hèn, giờ nay quy trước đài sen chỉ thành cung kính đạo tràng, thánh tịnh tăng bảo trang nghiêm hoặc
thừa tự tư hoặc hiện tam thiền đầy đủ thiện duyên dù lòng lẫn mẫn hộ niệm cho bảy kiếp cha mẹ chúng con được nhuận mưa pháp còn tại thế thân tâm yên ổn phát nguyện tu trì đã qua đời ác đạo xa lìa trong thành Phật quả ngựa trong các đức Như Lai khắp cõi hư không từ bi gia hộ Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Nam mô Hiền Tòa Đạo Tràng Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Từ thời hôm nay ngày 11 tháng 8 năm 2024 nhằm ngày mùng 8 tháng 7 năm Giáp Thìn, nhân mùa Vu Lan Phật lịch 2568, đệ tử chúng con cung đối Phật tiền, dâng nén tâm hương phúng tụng sám Vu Lan, nguyện đem công đức này cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, Phật Nhật tăng huy, pháp luân thường truyền, thiền môn chấn tĩnh, hải trung an hoàng. Lại đem công đức này hồi hướng cầu nguyện tứ ân phụ mẫu lụy thế gia nương thất tổ cửu huyền chiến sĩ trần vong đồng bào tử nạn, thập loại cô hồn đằng đằng sáng linh trùng trùng quyến thuộc nương nhờ Phật lực tốc xả mê đồ vạn sinh tịnh cảnh. Lại nguyện đệ tử chúng con cùng thân bằng quyến thuộc thân tâm thư thái mệnh vì bình an tứ thời vô hạn ách tai ương bát tiết hưởng vinh quang phúc thọ. Phổ nguyện âm siêu dương thịnh hải yến hà thanh, pháp giới chúng sinh tình dự vô tình, tề thành Phật đi đạo Nam Mô A Di Đà Phật. Tụng kinh là hạnh tốt lành, vô biên phúc đức sẵn dành chúng sinh, nguyện cho tất cả hàm linh thấy đều tỏ ngộ phẩm kinh diệu huyền, nguyện tiêu ba chướng não phiền, được muôn trí tuệ phá xiềng vô minh, nguyện trừ tội chướng tiêu linh, hạnh lành Bồ Tát thường tinh tiến làm, nguyện sinh cõi tịnh siêu phàm,
hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình. Hoa nở thấy Phật hiện ra, vô sinh chứng ngộ bạn ta thánh hiền. Nguyện đem công đức hiện tiền, hướng về khắp cả các miền gần xa. Con và cha mẹ ông bà, chúng sinh giác ngộ chan hòa pháp thân. Con về nương tựa Phật, thấy khắp cả trời người đấng chí bi toàn vẹn. Con về nương tựa Pháp là giáo lý cao cả, giúp truyền mê thoát khổ. Con về nương tựa Tăng, chúng xuất gia thanh tịnh, sáu căn thường vắng lặng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp hội Vu Lan Phật lịch 2568 dương lịch 2024 đã được diễn ra thuận lợi và thành tựu viên mãn. Một lần nữa chúng con thành kính tri ân cho tôn Thiền Đức, chân thành cảm ơn các quý vị lãnh đạo, đại biểu, khách quý cùng toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử. Nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ chư tôn đức, quý vị lãnh đạo, đại biểu, khách quý thân khỏe tâm an, mọi sự hanh thông cát tường như ý. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam